Xin chào tất cả bạn đã đến với kênh Khoa Học Story. Thì ở trong video lần này mình sẽ giới thiệu với các bạn về một số loại tiền xưa của Việt Nam sưu tầm, thì mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía của các bạn. Thì ở đây thì mình cũng lên giá cả cho các bạn tiện theo dõi. Thì bạn nào xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì nhớ ủng hộ mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Đầu tiên ở trong video này mình sẽ giới thiệu với các bạn về những tờ tiền là mệnh giá nhỏ năm 1972-1975. Đây, ở đây thì gồm có 3 tờ tiền là 5 xu này, 2 hào và 1 hào. Đấy, thì loại nhỏ nhất thì đáng lẽ ra là tờ tiền 2 xu nhưng mà mình chưa sưu tầm được thì mong các bạn thông cảm. Loại tiền đấy thì nó có giá trị tương đối là cao. Đầu tiên sẽ là tờ tiền 5 xu này, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mặt sau của nó đây. Chất lượng của tờ tiền 5 xu này còn tương đối là đẹp và mình bán với giá là 150.000 đồng nhá. Cái loại 5 xu này cũng bây giờ cũng khá là hiếm rồi. Đấy, và kiếm được cái tờ tiền mà có chất lượng đẹp như thế này thì cũng khá là khó. Thường thì nó sẽ bị mối mọt hoặc là bị rách. Rồi tiếp theo sẽ là tờ tiền là 2 hào in năm 1975. Đây, năm in của nó đây nha các bạn nhá. Loại hào loại xu này thì mệnh giá của nó nhỏ và kích thước của nó cũng nhỏ không kém. Hai hào này còn gọi là hai hào phun thuốc trừ sâu và tờ tiền này thì mình bán với giá là 90.000 đồng nha các bạn nha. Chất lượng thì vẫn còn rất là đẹp, 90.000 đồng. Rồi, tiếp nữa là tờ tiền 1 hào in năm 1972. Đấy, hình ảnh của tờ 1 hào này là một hào chân heo, một hàng chân lợn, Ngân hàng Quốc gia Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tờ tiền này thì mình cũng bán với giá là 90.000 đồng nha các bạn nha. Chất lượng thì như là các bạn có thể nhìn thấy còn rất là đẹp và mới. Đấy. Còn những vết gập ở đây thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ của tờ tiền, các hoa văn họa tiết vẫn còn rất là sáng. Tiếp theo thì mình giới thiệu với các bạn về 4 tờ tiền nằm trong cùng một bộ năm 1969 của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát hành. Thì loại này thì mình còn đang thiếu, đó chính là mệnh giá là 200 đồng với lại mệnh giá là 100 đồng. Đấy. Đây, đầu tiên sẽ là tờ tiền mệnh giá là 50 đồng này. Chất lượng thì như là các bạn cũng có thể nhìn thấy nó còn rất là đẹp, mặt trước và mặt đằng sau. Đây, tiếng giấy khi búng vào thì các bạn cũng có thể nghe thấy là nó rất là đanh và rất là cứng. Thì tờ tiền 50 đồng này mình bán với giá là 40.000 đồng nha các bạn nha. 40.000 đồng, chất lượng còn rất là đẹp. 50.000 đồng rồi đến 20 trước, đúng không? 20 thì cái tờ tiền này thì nó không còn được mới, các nếp cập ở đây rồi. Các bạn cũng có thể nhìn thấy thì tờ tiền 20 đồng này mình bán với giá là 35.000 đồng nhá. 35.000 đồng cho cái tờ tiền 20 đồng này. Đây, bộ hoa văn ở đây thì mặt trước đều là giống nhau, đó chính là hình ảnh của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, chỉ là màu sắc nó thay đổi đôi chút thôi. Rồi, tiếp nữa là tờ tiền 500 đồng màu vàng cam rất là đẹp. Đây. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy số series cũng khá là đẹp, 133818, mặt trước và mặt đằng sau. Gần như là những tờ tiền này mình sưu tầm được thì nó còn rất là mới. Thì tờ tiền 50 đồng này, 500 đồng này thì mình bán với giá là 50.000 nha các bạn nhá. 50.000 cho cái tờ tiền là 500 đồng này. Và cuối cùng ở trong cái phần này thì mình có tờ tiền là 1.000 đồng, Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, mặt trước và mặt đằng sau còn rất là đẹp. Thì tờ tiền 1.000 đồng này mình bán với giá là 40.000 đồng nhá. Chất lượng đẹp như thế này. Đấy. Các bạn có thể nhìn thấy. Và hình chim bảo an này khi xoay ngược sáng sẽ đều nhìn thấy hình chim bảo an là hình ảnh của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Rồi, tiếp theo thì lên với các bạn về tờ tiền 1.000 đồng in năm 1972. Mặt trước thì in hình ảnh của Dinh Độc Lập. Đấy, tờ tiền này là tờ tiền mệnh giá lớn nhất ở trong bộ năm 1972, hay còn gọi là bộ thú miền Nam. Mặt sau là in hình ảnh con voi, thì cái tờ tiền này đã bị ố ở đây theo thời gian rồi nhá. Thì tờ tiền này mình bán với giá là 35.000 đồng thôi cho các bạn sưu tầm. Rất là mới, vẫn còn rất là mới. Rồi, tiếp nữa là tờ tiền là 5 đồng. Đấy, chất lượng cũng rất là mới luôn. Mặt trước và mặt đằng sau đây. Đấy, hoa văn họa tiết thì rõ ràng và sắc nét, không có gì để chê cho cái tờ tiền như thế này. Đây, và giá của nó cũng chỉ là 40.000 đồng thôi nhá. Đấy. Các bạn mua về sưu tầm hay là bỏ ví hay là để trao đổi với lại bạn bè thì đều rất là đẹp. Rồi, tiếp theo thì là tờ tiền năm 1966. Thì chất lượng đây các bạn cũng có thể nhìn thấy nó không còn được mới nữa. Phải thú thật là cái tờ tiền 2 đồng này không còn được mới nữa. Đây, hình ảnh cầu này là cầu ở thành phố Hồ Chí Minh thì phải. Đấy, bạn nào ở Sài Gòn hay thành phố Hồ Chí Minh thì cho mình biết có phải không nhá. Mình nhớ không nhầm là như thế. Mặt trước và mặt đằng sau đây. Và tờ tiền 2 đồng năm 1966 này thì mình bán với giá là 40.000 đồng nhá. 40.000 đồng, tuy rằng là nó xấu, nó không được mới nữa nhưng mà giá trị sưu tầm của nó bây giờ cũng tương đối là cao, thì mong các bạn thông cảm. Rồi, tiếp theo thì mình có cái tờ tiền cũng năm 1900. Đây lật ra mới thấy. Rồi, 2 đồng. Đây. Vừa rồi cũng cái tờ tiền này 40.000 đồng. Tờ tiền 5 đồng cũng năm 1960
6. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh màu tím cũng không còn được mới nữa, bị gập ở đây rồi. Thì cái tờ tiền này mình cũng bán với giá là 40.000 đồng cho các bạn sưu tầm nhá. 40.000 đồng. Đấy. Chất lượng thì nó như thế này thôi ạ. Thì năm 1966 thì cái loại tiền này nó cũng ở được in ở trên tờ giấy, nó cũng không được gọi là xuất sắc quá. Nhưng về chất lượng giấy đấy, chất lượng giấy ấy. Rồi. Tiếp theo thì là tờ tiền 5 đồng in năm 1948. Đây. Mặt trước là chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì cái tờ tiền này cũng bị xát xát rồi nha các bạn nhá, không còn được nguyên vẹn. Và tờ tiền 5 đồng này mình bán với giá là 40.000 đồng, 40.000 đồng cho cái tờ tiền 5 đồng này. Đấy, 40.000 đồng. Rồi, tiếp theo là tờ tiền 100 đồng ở màu tím mắm tôm, gọi là màu tím mắm tôm. Ở 100 đồng cốt tông, tờ tiền mệnh giá lớn nhất ở trong bộ cốt tông, in hình ảnh của nhà sàn Bác Hồ ở bên trong ở khu di tích phủ Chủ tịch. Thì tờ tiền này vẫn còn nguyên vẹn nhá, không bị rách, không bị gì cả. Nó bị ố ở đây cho trong quá trình sử dụng đấy, cũng chưa ai tẩy rửa gì đâu. Thì tờ tiền 100.000 đồng này thì mình bán với giá là 230.000 đồng. Cái loại này thì bây giờ nó có giá trị là tương đối là cao rồi. Ngày xưa mình nhớ không nhầm là cách đây khoảng 5 năm về trước thì mình chỉ mua với giá là 150.000 đồng một tờ, mà bây giờ là mua với giá 200.000 hoặc là 230.000, không còn hàng. Đấy, phải thú thật với các bạn như thế, cái loại 100.000 đồng này bây giờ cũng khá là cao. Rồi, tiếp theo là tờ tiền 10 đồng. Đấy, chất lượng thì còn rất là mới này, 10 đồng. Thì cũng là in hình ảnh của khu di tích phủ Chủ tịch đây. Đây, các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh nó na ná như nhau. Và tờ 10 đồng này mình bán với giá là 40.000 đồng nha các bạn nha. 40.000 đồng, 759 là số series của nó. Rồi, một tờ tiền không còn được mới nữa là tờ tiền 20 đồng. Tờ tiền này thì in hình ảnh của chùa Một Cột. Và tờ tiền không còn mới này thì mình bán với giá là 20.000 đồng nha các bạn nhá. 20.000 đồng cho cái tờ tiền này. Đây. Rồi, tiếp theo thì cũng có với các bạn về một số tờ tiền năm 1963 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam phát hành ra. Và những tờ tiền này được sử dụng tại khu vực giải phóng của chúng ta ở miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thì đầu tiên mệnh giá nhỏ nhất sẽ là 10 xu này, các bạn có thể nhìn thấy này. Và tờ tiền này thì bị sứt ở đây rồi nhá. Tuy nhiên rằng là thẩm mỹ của tờ tiền còn rất là đẹp, và mình bán với giá là 40.000 đồng cho cái tờ tiền này. Rồi, tiếp theo là tờ tiền 20 xu. Loại giấy ở trên tờ tiền năm 1963 này thì nó chất lượng không được tốt, nên hay bị thủng, hay bị mối mòn đấy nhá. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái vết thủng này. Thì tờ tiền 20 đồng này, 20 xu này thì mình bán với giá là 40.000 đồng, 40.000 đồng cho cái tờ tiền 20 xu này. Đấy, tuy là thủng nhưng mà hoa văn họa tiết còn rất là đẹp. Hầu như là mua 100 tờ như thế này thì phải đến 99 tờ nó bị thủng ấy. Đây, bị thủng này. Thủng này là do giấy, không phải là do trong quá trình sử dụng hay như thế nào đâu. Nó bị thủng, nó bị lỗ kim rất là nhiều. Tờ 5 xu, 50 xu này chất lượng thì như là các bạn cũng có thể nhìn thấy còn rất là đẹp. Số series là 5696. Và 50 đồng này thì mình bán với giá là 50.000 nhá, 50.000 cho cái tờ tiền này. Đấy. Và cuối cùng ở trong bộ năm 1963 mà mình đã tìm được, đó chính là tờ tiền 1 đồng này. Chất lượng thì rất là mới, rất là đẹp. Thì tờ 1 đồng này mình bán với giá là 50.000 đồng nhá. Như vậy là mình còn có tờ 10 xu, 20 xu và 50 xu 1 đồng, còn thiếu các mệnh giá khác nữa. Đấy, cũng gần đủ rồi. Cái loại này thì như thế này cũng gần là đủ. Rồi, tiếp theo là tờ tiền 10 đồng in năm 1948. Đấy, tờ tiền này thì như là các bạn cũng có thể nhìn thấy nó không còn được mới nữa. Thì cái loại này là loại giấy rơm cụ Hồ nha các bạn nhá. Giấy rơm cụ Hồ thời kỳ mà chúng ta còn đang kháng chiến chống Pháp, 9 năm trường kỳ kháng chiến chống Pháp. Thì tờ 10 đồng này mình bán với giá là 120.000 đồng cho các bạn chơi tiêu bản, mua về để cho chọn bộ sưu tập của mình còn rất là đẹp và ok đấy. Đây, hình chim bảo an này. Đấy, ngôi sao 5 cánh rất là đẹp. Và cuối cùng ở trong video ngày hôm nay thì mình lên với các bạn về tờ tiền 10 xu. Chất lượng thì như là các bạn cũng có thể nhìn thấy còn cực kỳ là đẹp và sắc nét. Thì tờ tiền 10 xu này mình bán với giá là 60.000 đồng nha các bạn nha. 60.000 đồng cho cái tờ tiền 10 xu. Rồi, như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn về một số tờ tiền như thế. Thì mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía của các bạn. Thì bạn nào muốn biết thêm thông tin nào khác về các tờ tiền thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình đã để ở trên video này rồi. Còn bây giờ thì mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh và cũng như là đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau.